Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chiếc nơi góp nhận 0.5 tóc cần có ký hiệu là KB8R nha tất cả các bạn. Tóc cần này nó sẽ list vào sàn Uniswap và sẽ phân phối vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 nha tất cả các bạn. Để tham gia chiếc này góp nay mình list phần link mô tả, mình mở Telegram các bấm nút start chat chatbot nha các bạn. Rồi các bạn bấm nhập continue để lướt cấp tra. 64 cộng 4 bằng 68. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn vào join vào kênh giúp kênh Chela nữa các bạn. Join vào một kênh các bạn. Đây là dự án khá là ngon các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại. Các bạn join tiếp kênh Chela nữa các bạn. Rồi các bạn xin chào nha các bạn. Rồi các bạn đáp lại tiếp tục nha các bạn. Rồi nhiệm vụ theo thì bạn follow và review spin bot nha các bạn, nhấn vào fan. Rồi trở nên lock đến sang trader của mình nha các bạn. Theo world thì các bạn chỉ việc theo dõi nè các bạn. Rồi các bạn sẽ bấm like và tao quýt nha các bạn. Khi nào tục càng này nó trở về mình sẽ làm cái video hướng dẫn các bạn swap nha các bạn. Rồi các bạn test lại. Nó sẽ khi nào đi sang nha các bạn. Rồi bạn bắt đáp lại nha các bạn. Gồm vào đòn. Rồi bấm bấm đòn tiếp nha bạn. Rồi các bạn điền lại username Twitter của mình nha bạn. Các bạn vào trang cá nhân của mình là gặp username cộng MMO của anh. Rồi bạn bấm đòn nha bạn. Rồi bạn mở địa chỉ chocolate Mesa Wallet, các bạn copy địa chỉ ETH của mình, các bạn dán vào nha bạn. Rồi các bạn sao chép nha bạn. Rồi cho ăn bắt vào đây không? Cho bạn nhắn vào đây hay không? Rồi các bạn sẽ nhận được 0.005 tôi cần bạn khoảng 20 đô đó. Bạn lấy liên ghép mà chia sẻ cho bạn bè, người thân để mỗi một lượt giới thiệu bên sẽ nhận 0.05 tức 0.05 tôi cần tiếp theo các bạn. Vậy video đến thúc chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo từ mình nha.